Dựa trên những báo cáo vào cuối năm 1970 cũng như báo cáo ngày 18 tháng 1 năm 1971 về tình hình chính trị của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ, thì một điều có thể thấy rõ là yếu tố quốc nội ở Hoa Kỳ, tức là kinh tế, xã hội, bầu cử, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chính sách của Hoa Kỳ trong việc tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, đường lối giải quyết của Hoa Kỳ ở hội đàm Paris là tìm giải pháp chính trị như trong báo cáo của ông. Trong đó, ông Neil nói rằng giới chính trị ở Washington nhận xét chính quyền Nixon bi quan về cuộc hội đàm ở Paris vì Hà Nội không thay đổi thái độ. Ngược lại thì chính quyền Nixon không tuyên bố rõ ngày rút quân cũng như không chấp nhận một chính phủ liên hiệp ở Việt Nam. Xin ông có thể giải thích thêm về nhận định bi quan này của chính quyền Nixon. Nếu mà bảo rằng thì là cái chính quyền Nixon bi quan về cái tương lai của cuộc hội đàm ở Ba Lê thì cũng không hoàn toàn đúng hẳn, bởi vì cái chính quyền Nixon vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi cái cuộc hội đàm ở Ba Lê, mặc dầu là trong suốt thời gian từ cái lúc đầu cho tới những cái ngày mà gọi là của năm 71 thì về phía Cộng sản họ luôn luôn đưa ra những cái lập luận hoàn toàn có tính cách gọi là một chiều của họ, chứ không có tỏ vẻ ra muốn có một cái sự mềm dẻo nào trong việc điều đình ở Ba Lê. Trong suốt cả cái thời gian đó thì theo như tôi được biết á, theo tôi được biết là bởi vì tôi vẫn thường mà nói chuyện với những người trong cái phái đoàn của Hoa Kỳ ở Ba Lê, thì tôi thấy rằng thì là Hoa Kỳ cố gắng lúc nào cũng muốn có những cái cuộc tiếp xúc riêng tư với lại Bắc Việt để mà dò hỏi xem rằng thì là giữa hai cái lập trường công khai chính thức mà rất cứng rắn của Bắc Việt và một cái lập trường có thể có được thì định mềm dẻo hơn, thì người ta thấy rằng những tỷ dụ là mỗi lúc có cuộc hòa đàm sau tới buổi nghỉ trưa thì có những cái buổi ăn trưa chẳng hạn thì những cái nhân viên ở trong gọi là của phái đoàn Hoa Kỳ đấy tìm cách nói chuyện riêng tư với những người về phía Bắc Việt. Thế nhưng mà cho đến những ngày 71 mà như chúng ta vừa mới nói tới đó, thì về phương diện bề ngoài đó, người Hoa Kỳ vẫn cho rằng thì là phái đoàn Bắc Việt không có thay đổi một chút nào lập trường để mà có thể nói là tìm một đường lối đi tới hòa bình. Nhưng mà như về sau người ta thấy rõ là những người cộng sản họ có một cái thứ chủ trương họ gọi là vừa đánh vừa đảm, và vì vậy cho nên rằng thì là họ vẫn tấn công về mặt quân sự hay là sửa soạn tấn công về mặt quân sự, nhưng mà đồng thời họ cứ nói chuyện. Rồi tới một lúc nào đó họ thấy rằng về mặt quân sự họ có thể có được một cái gọi là lợi thế nào đó thì họ bắt đầu lúc bây giờ họ mới có thể mà thay đổi về phương diện mà hòa đàm. Thành thử ra chúng ta không nên quên là trong tất cả cái cuộc gọi là điều đình giữa người Hoa Kỳ và những người cộng sản ở Bắc Việt, cái phái đoàn cộng sản của Bắc Việt luôn luôn theo cái chủ trương vừa đánh vừa đảm. Nếu mà cái chủ trương đó cứ được tiếp tục từ đầu cho đến cuối thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng thì là về sau này đến năm 1972 chẳng hạn, họ có cái cuộc tấn công về mùa xuân mà miền Nam gọi là mùa là hè đỏ lửa,
mà người Mỹ gọi là Eastern Offensive, thì người ta thấy rõ ràng thì là cái chủ trương của những người cộng sản ngay từ năm 1971 mà đã có những cái chủ trương mà vừa vừa đánh mà vừa đảo. Mà đặc biệt hơn cả khi mà đến lúc về sau, khi mà chúng ta thấy rằng thì là những cái tiết lộ về cái cuộc gọi là đi đêm của ông Kissinger, thì mới thấy rõ cái chủ trương của những người cộng sản trong cái cuộc hòa đàm ở Ba Lê. Nhưng mà bây giờ muốn trở về cái đầu năm 71 á, thì chúng ta cũng phải nói tới cái tình trạng chung ở Việt Nam vào cái đầu năm 71 đó. Và trong cái tình hình chung của năm 71 đó thì chúng ta phải nghĩ tới, phải đề cập tới một cái cuộc hành quân của quân đội Việt Nam ở miền biên giới Lào, gọi là cái chiến cuộc Lam Sơn. Trước khi ông tiếp tục nói thêm về chiến dịch Lam Sơn, thì cho tôi xin hỏi ông một câu liên quan đến cuộc hòa đàm Paris. Thưa ông, ở trong báo cáo của ông có nói chính quyền Nixon sẽ không tuyên bố rõ ngày rút quân. Vì lý do sao mà chính quyền Nixon trong giai đoạn này không muốn tuyên bố ngày rút quân? Và tiếp nữa, ông nói là không chấp nhận một chính phủ liên hiệp như đề nghị của Bắc Việt. Xin ông có thể giải thích rõ thêm về yêu cầu thành lập chính phủ liên hiệp này. Thực sự thì chúng ta phải trở lại về cái tình hình chung ở trên thế giới và cái tình hình ở Việt Nam, cả từ tình hình ở miền Bắc cũng như là tình hình ở miền Nam. Thì ông Nixon lúc bây giờ cũng tỏ ra có thể nói rằng thì là khá cứng rắn để mà từ chối những cái đòi hỏi của Bắc Việt. Bởi vì Bắc Việt lúc bây giờ đòi hỏi một cái chính phủ liên hiệp giữa chính phủ miền Nam với lại mặt trận giải phóng, thì người Hoa Kỳ lúc bây giờ là đồng minh của Việt Nam không thể nào chấp nhận được một cái giải pháp đó, là bởi vì cái giải pháp đó một cách quá lộ liễu là một cái sự bán đứng của miền Nam ngay từ lúc bây giờ. Thành ra Hoa Kỳ bắt buộc phải từ chối những cái gọi là những cái đề nghị từ phía Bắc Việt ở hội đàm Ba Lê. Vâng, cũng trong thời gian này, hội đàm Paris bắt đầu năm 1968 kéo dài đến năm 1971 chúng ta đang bàn đến. Thưa ông, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa có trao đổi với nhau và thảo luận với nhau về những điều kiện trong hòa đàm này không? Hoa Kỳ có trao đổi dự định của họ không? Hay họ làm rồi mới báo lại cho Việt Nam Cộng Hòa? Không thì đấy, nếu mà nói đến cái trường hợp họ làm, họ có báo cho chính phủ Việt Nam hay không, thì nếu mà nói một cách tổng quát ấy, thì cái sự liên lạc giữa Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam ấy cũng vẫn thường có, nhưng mà cái sự trao đổi đó nhiều khi không được đầy đủ. Đứng về phương diện nguyên tắc ấy, thì chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý với chính phủ miền Nam Việt Nam, không thể nào mà chấp nhận những cái gọi là những cái đề nghị của phái đoàn Bắc Việt ở Ba Lê được ngay trong lúc đó. Nhưng mà như tôi đã trình bày đấy, mặc dầu từ chối những cái lời đề nghị của phía Bắc Việt ấy, Hoa Kỳ vẫn không nản chí, vẫn tìm cách cho rằng thì là Bắc Việt có một thái độ cứng rắn về mặt công khai. Nhưng mà rất có thể một lúc nào đó Bắc Việt có thể cùng với lại người Hoa Kỳ tìm một giải pháp hòa bình. Thành thử ra trên nguyên tắc Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý với chính phủ miền Nam Việt Nam, và cái sự trao đổi giữa hai bên ấy, chính phủ miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ cũng dựa trên cái nguyên tắc, nghĩa là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được những cái đề nghị của Cộng sản Bắc Việt. Vâng, xin cảm ơn ông. Và bây giờ thì chúng ta hãy trở lại với chiến dịch Lam Sơn một chút. Trước hết tôi xin hỏi, đường mòn Hồ Chí Minh là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến Việt Nam.
nhất là đối với Bắc Việt, chuyển vũ khí, tiếp tế, quân lính vào miền Nam. Theo dự đoán của CIA thì từ năm 1966 đến năm 1971, Bắc Việt đã qua đường mòn Hồ Chí Minh đưa trên 630.000 quân lính và 100.000 tấn thực phẩm, 400.000 vũ khí và 500.000 tấn đạn dược. Xin ông cho biết cụ thể hơn về tầm quan trọng của con đường này và miền Nam cũng như Hoa Kỳ đã có những chiến dịch gì để ngăn chặn sự việc Bắc Việt gửi quân lính và đạn dược xuống tiếp tế miền Nam. Về cái phần này thì chúng ta phải trở lại cái chủ trương của Hoa Kỳ và đặc biệt chủ trương của tướng Westmoreland, là nghĩa là tìm địch và diệt địch. Nhưng mà cái chính sách chung của Hoa Kỳ là tất cả những cái cuộc hành quân của quân đội Hoa Kỳ phải được giới hạn trong phạm vi biên giới của Việt Nam mà thôi, chứ không muốn mở rộng cuộc chiến tranh sang bên Lào hoặc là sang biên giới Campuchia, Cao Miên. Thành thử ra nhiều những nhà chiến lược gia Hoa Kỳ về sau này chỉ trích cái chiến lược đó của ông Westmoreland. Mà sự thực thì cái sự chỉ trích đó cũng quá đúng, là bởi vì thì là Hoa Kỳ chỉ hạn chế cái việc những cuộc hành quân của mình trong cái biên giới của lãnh thổ miền Nam Việt Nam, thì những cái quân cộng sản họ lợi dụng cái con đường mòn Hồ Chí Minh và những cái căn cứ của họ ở trên biên giới Cao Miên, họ có thể nói sử dụng tất cả những cái lợi điểm đó để mà dưỡng quân và tìm lấy một cơ hội để mà tiếp tục tấn công quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tự hạn giới mình. Tự hạn giới mình cho đến nỗi rằng thì là gần như là công khai nói rằng thì là Hoa Kỳ sẽ không xâm lấn vào lãnh thổ của miền Bắc Việt Nam. Công khai gần nói như vậy, thành ra là những người cộng sản họ yên chí, cái hậu phương của họ không có bị tấn công, sẽ không bị tấn công. Trong khi đó cả những cái con đường mà đi vào miền Nam, tức là đường mòn Hồ Chí Minh và những Campuchia, miền biên giới Campuchia được mở rộng cho họ để mà hoạt động, họ theo những cái gọi là cái thời khóa biểu của họ. Thì đấy là một cái vấn đề lớn trong vấn đề chiến lược thiếu sót của người Hoa Kỳ trong cái trận chiến tranh chống những miền Bắc miền Nam. Và tôi nhớ rằng có một chiến lược gia của Hoa Kỳ có đưa ra đề nghị và đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ không mang một vài sư đoàn ngay ở biên giới Lào chặn đứng cái sự mà gọi là tiếp quân của Bắc Việt qua miền dưới Lào, thì Bắc Việt làm gì được mà có thể tấn công được miền Nam Việt Nam. Thì đấy là một câu hỏi và một lời chỉ trích của những chiến lược gia khi mà nhìn vào cái gọi là cái chủ trương tìm và diệt địch của ông Westmoreland. Vào tháng 2 năm 1971, miền Nam Việt Nam đã tiến hành chiến dịch Lam Sơn sang Lào. Xin ông có thể giải thích thêm về tầm quan trọng của chiến dịch này, thành công hay thất bại như thế nào? Sự thực thì người miền Nam Việt Nam không đồng ý với cái chủ trương của ông Westmoreland trong những mấy năm từ cái 65 cho đến về sau này, nhưng mà không có cách nào hơn để mà phản đối cái chủ trương đó. Cho nên rằng là khi bắt đầu có cái sự thay đổi ở trong giới lãnh đạo của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở cái bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Abrams mà thay thế ông Westmoreland, thì miền Nam Việt Nam nghĩ ngay đến cái việc tìm cách ngăn chặn cái quân đội Bắc Việt mà được chuyển từ miền Bắc vào Việt Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Và vì vậy cho nên mới có cái sáng kiến là có cái chiến dịch Lam Sơn ở miền Bắc của Việt Nam.
biên giới Lào là cái miền gọi là miền Chepol. Thế thì Việt Nam cũng mang một số, nghĩa là quân thiện chiến để mà tấn công qua biên giới ở cái vùng Chepol, và cũng có lúc đã chiếm được những cái địa vị, những cái vị trí khá quan trọng trên mặt trận Hà Lào. Nhưng mà vì cái, có thể nói rằng thì là cái sự thiếu sửa soạn của quân đội miền Nam Việt Nam, và đồng thời nó có những cái chuyện, những cái sơ hở trong cái vấn đề chiến lược. Người ta nói sơ hở là ví dụ như là mật báo của Hoa Kỳ họ biết trước được cái cuộc tấn công của Hạ Lào, cho nên rằng thì là họ đối phó với cái cuộc tấn công đó một cách rất dễ dàng. Thế nhưng mà cái vụ tấn công Lam, chiến dịch Lam Sơn đó ấy, có những cái hiệu quả về hai mặt. Một cái hiệu quả về phương diện tinh thần của quân đội miền Nam Việt Nam ấy, thì nghĩa là cái cuộc tấn công ở miền biên giới Lào ấy, làm cho những người trong quân đội Việt Nam có vẻ tự tin hơn. Mình đã bắt đầu, mình có thể mình mở những cái cuộc tấn công chống địch, chứ không phải là bảo rằng lúc nào mình cũng ở cái vị trí mà gọi là thủ thế ở miền Nam Việt Nam. Nhưng mà cái cuộc tấn công ở Hạ Lào đó, ở miền biên giới Lào đó, lại có một cái kết quả khác trên mặt trận, trên gọi là trên cái mặt trận chính trị, trên chính trường quốc tế, những cái phần tử chống đối chiến tranh lại chỉ trích, bảo rằng thì là như thế là miền Nam hiếu chiến, mà nghĩa là mở cuộc tấn công ra rồi thì có thể kéo dài cuộc chiến tranh ra. Và những cái cuộc biểu tình mà chống chiến tranh ở Hoa Kỳ lại nổi dậy. Cũng có lúc tới vào, tôi còn nhớ có thể nói là có những cuộc biểu tình tới hơn 200.000 người biểu tình ở ngay thủ đô Hoa Thành Đốn để mà chống chiến tranh, nhân cái dịp mà có cuộc hành quân Lam Sơn. Cũng vào thời điểm của cuộc hành quân Lam Sơn từ tháng 2 đến tháng 4 thì phong trào phản chiến lại bùng nổ trở lại ở Hoa Kỳ. Trong những văn bản báo cáo của ông về cho Việt Nam thì ông nhấn mạnh rất nhiều về điều này. Dẫn đầu của những nhóm chống chiến tranh là nhóm cựu chiến binh Việt Nam, những người như ông John Kerry, hiện tại là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, và một số người khác. Vào thứ Tư ngày 19 tháng 4 năm 1971 thì nhóm này đã bắt đầu các cuộc biểu tình. Và vào ngày 24 tháng 4 năm 1971, ở Washington có đến 200.000 người, giống như ông vừa nói. Vào tháng 3 năm 1971, cuộc trưng cầu dân ý cho thấy số ủng hộ của Tổng thống Nixon giảm xuống dưới 50% về chính sách Việt Nam của ông ấy thì giảm xuống 34%, có nghĩa là một nửa dân số Hoa Kỳ cho cuộc tham dự của Hoa Kỳ ở Việt Nam là một cuộc chiến sai về mặt đạo đức, v.v. Xin ông có thể giải thích thêm về giai đoạn bùng nổ của các nhóm biểu tình này có ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam? Thì chúng ta đã thấy rõ rằng thì là những cái phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ đó cũng có lúc thì nghĩa là nổi dậy, bùng nổ như là trong cái trường hợp chúng ta vừa mới kể đó. Nhưng mà cũng có lúc người ta có cảm tưởng rằng thì là cái chính sách của ông Nixon cũng có thể dần dần đưa ra Việt Nam, đưa cái trận chiến tranh Việt Nam sang một giai đoạn mới. Và vì vậy cho nên cũng có lúc thì cái gọi là cái phong trào tràng chiến đó có thể nói rằng tạm dịu xuống. Nhưng mà rồi cũng có lúc vì những cái cuộc biến chuyển về mặt quân sự hay là về mặt chính trị thì những cái phong trào đó lại nổi dậy, như chúng ta trông thấy trong cái trường hợp vừa rồi. Ở trong báo cáo ngày 4 tháng 5 năm 1971, ông cho thấy rõ điều này ảnh hưởng trực tiếp ra sao đối với chính sách của Hoa Kỳ.
Trong báo cáo này về cho Tổng thống Thiệu sau những ngày hoạt động sôi nổi của những người phản chiến trong xã hội Hoa Kỳ, ông nêu lên một thay đổi rất quan trọng. Tôi xin đọc lại câu nói của ông. Tổng thống Nixon hết sức vững chắc, tuy nhiên sẽ phải mềm dẻo vì các nhóm phản chiến và bồ câu đã đưa vào dư luận Hoa Kỳ qua truyền thông, báo chí ý niệm bao giờ chấm dứt chiến tranh chứ không còn là rút quân ở mức độ nào hay cách nào để chấm dứt chiến tranh. Theo ông nói, khỏi cần nghĩ đến hậu quả chấm dứt chiến tranh như thế nào, xin ông giải thích thêm về sự thay đổi và ý nghĩa của nó. Thì đấy, chúng ta thấy rằng thì là cái diễn tiến về phương diện mà chống đối của những cái phong trào gọi là phản chiến đó, nó lên cao hay là nó tạm lắng dịu xuống, nhưng mà dần dần nó cũng tới một cái điểm mà như tôi đã ghi trong bản báo cáo ấy, là lúc trước thì họ bảo rằng thì là chấm dứt chiến tranh, và nếu mà có thể được thì tìm một giải pháp hòa bình nào ở cái cuộc hội đàm ở Ba Lê. Nhưng mà về sau, những cái phong trào phản chiến đó đi tới một cái mức độ mà quá sốt ruột đi rồi, không còn bảo rằng thì là phải tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình qua cái cuộc hội đàm ở Ba Lê, mà người ta đi đến cái kết quả là người ta bảo thôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra sao, nhưng mà cứ phải chấm dứt cái trận chiến tranh đó. Không biết rằng thì là cuộc hội đàm Ba Lê có đưa đi đến hay không, nhưng mà bằng mọi giá phải chấm dứt cái trận chiến tranh ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thì là cái phong trào phản chiến nó đi dần dần nó lên cao, có lúc nó lắng dịu, có lúc nó bùng 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 nổ lên, nhưng mà qua ngày tháng, qua thời gian thì cái phong trào đó mỗi ngày một đè nặng lên cái chính quyền Nixon. Lúc đầu chỉ là chống chiến tranh mà thôi, rồi cho tới cái lúc mà bảo chống chiến tranh và muốn chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá, thì chúng ta thấy rằng thì là cái áp lực của những cái phong trào phản chiến và cái áp lực của dư luận Hoa Kỳ qua giới truyền thông và cái áp lực của Quốc hội Hoa Kỳ qua cái cuộc điều biểu tình, thì người ta thấy rằng cái áp lực trên cái chính quyền Nixon tuy rằng bề mặt rất vững nhưng mà không khỏi chịu đựng, phải chịu đựng những cái gọi là những cái áp lực từ mọi phía đưa đến tới cái điểm mà nghĩa là bằng nếu mà không bằng mọi cách thì ít nhất cũng phải tìm ra một cái đường ra nào trong cái trận chiến tranh Việt Nam. Và vì vậy chúng ta mới thấy có sự tiến triển về cái cuộc hội đàm ở Ba Lê. Có thể thấy từ đầu năm 1971 cho đến tháng 5 năm 1971, chính sách Hoa Kỳ theo báo cáo và nhận định của ông là có sự thay đổi rõ ràng, là vì sự đè nặng của nhóm chống chiến tranh. Cũng đóng góp vào trong làn sóng chống chiến tranh vào lúc này là một sự kiện vào ngày 13 tháng 6 năm 1971, tờ New York Times bắt đầu công bố một loạt bài với nhan đề là Vietnam Archive Pentagon Study Trace 3 Decades of Growing US Involvement, tức sau này gọi là Pentagon Papers, do ông Daniel Ellsberg và phóng viên Neil Sheehan công bố. Xin ông có thể giải thích cho việc công bố của Pentagon Papers là gì? Xin ông có thể giải thích tầm ảnh hưởng của nó. Càng về sau này khi mà nhìn vào cái vận hành của cái nền chính trị Hoa Kỳ đấy, thì chúng ta càng nhận thấy rằng thì là thực sự không có gì có thể giấu kín được trong cái xã hội Hoa Kỳ. Bằng cách này hay bằng cách khác, những cái giới truyền thông cũng tìm cách mà moi móc ra những cái điều mà không được công bố ra bên ngoài. Thành thử ra khi mà cái ông Daniel Ellsberg á, ông ấy tìm kiếm được tất cả những cái tài liệu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, của Ngũ Giác Đài mà về cái trận chiến tranh Việt Nam, về cái sự lủng củng trong nội bộ của chính quyền Hoa Kỳ đó, thì ông ấy cũng là một người phản chiến.
ông ấy đưa ra công khai cái gọi là cái tập Pentagon Paper, tài liệu của vụ giác lại. Thì ông Nixon, chính quyền của ông Nixon cũng tìm mọi cách để ngăn cản cái việc công bố cái bản tài liệu đó, nhưng mà dĩ nhiên trong cái xã hội Hoa Kỳ với cái gọi là những tờ báo lớn như là New York Times hay là Washington Post thì cái chính quyền Nixon cũng không có đủ cái gọi là cái khả năng mà ngăn chặn được cái việc công bố của cái tài liệu mà gọi là Pentagon Paper. Thì cái việc công bố cái tài liệu của Pentagon Paper cho dư luận Hoa Kỳ thấy rõ rằng thì là cái trận chiến tranh ở Việt Nam ấy, nó đã tới một cái mức độ mà cần phải được giải quyết. Và vì vậy cho nên rằng thì là chính quyền của ông Nixon không những bị chịu đựng, phải chịu đựng cái ép buộc của cái phong trào phản chiến của tất cả những cái giới thiên tả ở quốc hội, mà đồng thời cũng lại phải chịu đựng những cái phong trào phản chiến từ những tờ báo lớn của Hoa Kỳ như là tờ New York Times và những tờ báo khác có tính cách thiên tả. Thì cái gọi là cái việc công bố của tài liệu gọi là Pentagon Paper cũng đi theo một cái chiều hướng là mang lại những cái áp lực trên chính quyền Nixon phải bằng mọi cách nghĩ tới việc mà tìm một giải pháp cho cái trận chiến tranh Việt Nam. Và vì vậy chúng ta cứ thấy biến chuyển dần dần từ cái năm 69 cho đến năm 70 cho đến sang đến năm 71 ấy. Tất cả là cái sự biến chuyển dần dần của thái độ của chính quyền Hoa Kỳ, mà cái thái độ của chính quyền Hoa Kỳ cũng lại như ta đã thấy chuyển dần dần từ cái lúc cam kết mạnh mẽ để giúp đỡ Việt Nam sang tới cái gọi là cái thái độ có thể nói là dần dần bắt đầu đã đi ra mà để tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Thưa ông, trong một nước dân chủ và tự do như Hoa Kỳ thì việc như ông Daniel Ellsberg đưa ra những thông tin mật này thì nó đúng hay sai? Cái đó để đứng cái phương diện chủ quan của những cái người mà có thể nói rằng thì là khuynh hữu một chút á, thì dĩ nhiên người ta cho rằng thì là làm cái việc như ông Ellsberg đã làm ấy là một cái thái độ có thể như rằng thì là quá đi về cái phía mà nghĩa là để cho đối phương lợi dụng được. Nhưng mà những người như phe tả thì trái lại thì cho rằng thì là những cái việc công bố những cái tài liệu đó ấy, rất có ích để mà đưa tới cái việc mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thành ra vẫn trong dư luận Hoa Kỳ thì cũng có những cái luồng dư luận về hai phía, nhưng mà cái luồng dư luận mà nghĩa là tán thưởng cái việc công bố cái bản tài liệu Pentagon Paper ấy được tất cả những cái phe về phía tả ủng hộ, và dĩ nhiên là những cái người trong cái gọi là trong cái phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi ở trên thế giới. Trở lại với một bản báo cáo vào ngày 15 tháng 4 năm 1971, ông nêu lên rằng vấn đề quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chiếm sự chú ý của giới truyền thông, nên vấn đề Việt Nam không phải là vấn đề được chú ý. Nếu sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm sẽ giúp cho Việt Nam được chú ý hơn. Xin ông có thể giải thích thêm về điểm này và vì sao Việt Nam được chú ý hơn là điều tốt. Thì cái điều đó là một cái điều dĩ nhiên rồi, là bởi vì nếu mà Hoa Kỳ còn phải vướng mắc về những cái chuyện ở trên thế giới đó, thì cái sự để ý của Hoa Kỳ vào vấn đề Việt Nam nó cũng có thể mà suy giảm đi. Ngược lại, nếu mà cái tình trạng mà có thể nói rằng thì là để cho Hoa Kỳ có thể rảnh tay mà đối phó được với những cái vấn đề Việt Nam mà không bị mà vướng mắc vì những cái vấn đề quốc tế đó, thì cái đó thì dĩ nhiên là có lợi cho Việt Nam. Cũng như vì sau này như nhiều người cũng đã nói là những cái trận chiến tranh ở miền Trung Đông thì người Mỹ phải để ý đến cái việc mà ủng hộ cái nước Do Thái của Israel,
mà cũng vì đó mà có thể nói rằng là bớt cái phần mà viện trợ cho Việt Nam mà để chú trọng vào cái việc mà giúp đỡ cho Israel trong những cái trận chiến tranh giữa Israel và một số các nước ở Trung Đông. Vẫn tiếp tục với vấn đề trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì vào ngày 15 tháng 7 năm 1971, Tổng thống Nixon tuyên bố trên truyền hình và radio Hoa Kỳ là ông sẽ sang thăm Trung Quốc vào năm tới, tức năm 1972. Liền vài ngày sau đó thì ông gửi một điện tín về cho ông Hoàng Đức Nhã. Điện tín ghi ngày 20-21 tháng 7 năm 1971 về việc ông Nixon có ý viếng thăm Trung Quốc. Trong đó ông có nói ông qua trao đổi với Ngoại trưởng Hoa Kỳ về ông Nixon quyết định thăm Trung Quốc và ảnh hưởng của cuộc viếng thăm ấy đối với vấn đề Việt Nam. Trong đó ông có nói vấn đề quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có liên quan gì đến vấn đề Việt Nam, dù rằng ông Kissinger và ông Chu Ân Lai có thể bàn về vấn đề Việt Nam trong các cuộc trao đổi của họ. Xin ông có thể cho biết quyết định này của Hoa Kỳ có ảnh hưởng như thế nào đối với chính sách của họ ở Việt Nam trước hết, và nó ảnh hưởng sao đến phản ứng của người dân Hoa Kỳ cũng như việc thay đổi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Về cái việc mà ông Nixon loan báo sẽ đi thăm Trung Quốc, cái việc loan báo đó nó có một ảnh hưởng rất lớn ở trong cái dư luận của người dân Hoa Kỳ, là người ta thấy rằng thì là ông Nixon có vẻ như muốn tìm kiếm tất cả những cái vấn đề hòa bình, không phải cho riêng gì vấn đề Việt Nam mà cho cả những cái vấn đề lớn ở trên thế giới. Từ trước tới nay Hoa Kỳ là một, có thể nói rằng thì là gần như là một đối thủ của Trung Quốc và Liên bang Xô Viết, mà đến nay thì ông Nixon lại có cái sáng kiến hết sức đặc biệt phá vỡ cái bức tường mà ngăn cản giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà đến thăm Trung Quốc, thì cái đó là một cái điểm, có thể nói cái điểm sáng ở trên chính trường quốc tế. Lúc bây giờ người ta chưa hiểu rõ là tại sao ông Nixon lại đi thăm Trung Quốc, có phải là ở trong cái thế trận ở trên chính trường quốc tế với Trung Quốc, với Liên bang Xô Viết, bởi vì chúng ta phải nhớ rằng lúc bây giờ vẫn là chiến tranh lạnh. Thành thử ra rằng thì là người ta thấy rằng thì là ông Nixon bắt đầu muốn sử dụng cái vai trò của Hoa Kỳ ở trên chiến trường quốc tế một cách rộng lớn hơn, vượt ra khỏi cái trận chiến tranh Việt Nam. Và vì vậy cho nên những người Việt Nam và dĩ nhiên có cá nhân tôi cũng đặt câu hỏi, nếu mà ông Nixon đi sang Trung Quốc mà từ trước đến nay người ta vẫn biết là Trung Cộng giúp đỡ miền Bắc Việt Nam, thì cái việc mà viếng thăm của ông Nixon đi Bắc Kinh có ảnh hưởng gì đến chiến tranh Việt Nam hay không? Và cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà mãi về sau chúng tôi cũng vẫn cố gắng để mà tìm hiểu, bởi vì cái điểm đó là một cái điểm then chốt trên cái bình diện quốc tế. Nếu mà Hoa Kỳ có một ảnh hưởng nào đó đối với trận chiến tranh Việt Nam qua cái vai trò của người Trung Quốc, thì cái đó cũng là một cái yếu tố lớn trong vấn đề mà tìm kiếm hòa bình. Và vì vậy cho nên cái quyết định của ông Nixon, và sau khi có những cái cuộc điều đình bí mật của ông Kissinger với ông Chu Ân Lai những tháng về trước đó, thì người ta thấy rằng cái bàn cờ quốc tế cũng đã bắt đầu xoay vần một cách khác trước. Và cái câu hỏi mà tôi đặt ra, mà tôi đưa về đến Sài Gòn vẫn là cái câu hỏi chưa kiếm ra được là ảnh hưởng thế nào đến trận chiến tranh Việt Nam. Vâng, vậy ông có ngạc nhiên với quyết định này không? Bởi vì kể từ thập niên 40, ông Nixon được xem như là một chiến sĩ chiến tranh lạnh, nghĩa là chống cộng rất tích cực, lại quyết định thay đổi đường hướng như vậy. Có những yếu tố gì vào những năm này đã đưa đến sự quyết định này của ông ta? Giống như ông đã nêu sơ qua, có thể nào đây là tại vì sự rạn nứt giữa Trung Quốc và Liên Xô vào thập niên năm 1960 không?
không? Thực sự ra nếu mà chúng ta đề cập tới cái vấn đề đó ấy, thì chúng ta cũng không thể nào quên được cái vai trò của ông Kissinger. Bởi vì ông Kissinger là một người mà từ trước tới nay ấy, ông có cái viễn kiến về tình hình chung ở trên thế giới. Cái viễn kiến của ông Kissinger đó một phần nào bị ảnh hưởng bởi những cái cuộc nghiên cứu lịch sử của ông ấy ở Âu Châu. Ông ấy nghĩ tới cái trường hợp mà ngoại trưởng của nước Áo vào cái thế kỷ trước là ông Metternich điều đình để có một cái sự cân bằng giữa các thế lực ở Âu Châu để mà giải quyết vấn đề chiến tranh ở Âu Châu thời đó. Thì nhiều người nghĩ rằng thì là ông Kissinger cũng vẫn có cái ý nghĩ trong đầu óc là phải giải quyết cái vấn đề cái trận chiến tranh Việt Nam trong cái khung cảnh của một cái sự dàn xếp trên chính trường quốc tế. Mà ngoài ra giải quyết vấn đề Việt Nam trong cái gọi là cái bối cảnh của tình hình quốc tế, ông ta lại còn thêm cái ý kiến là làm thế nào để cho cái khối cộng sản không còn là một cái khối thuần nhất, tức là Liên Xô và Trung Cộng. Ông ấy tìm cách rằng thì là ông ấy tách rời Trung Quốc ra khỏi cái sự liên minh với lại gọi là với lại Liên bang Xô Viết. Và ông ta lợi dụng một cái tình trạng hết sức đặc biệt vào giữa cái thập niên 60 ấy, cũng có những sự đụng độ ở biên giới giữa Trung Quốc và Liên bang Xô Viết. Và vì vậy cho nên ông ta cố mà đi tới cái cuộc điều đình với ông Chu Ân Lai gần như là để lôi kéo ông Chu Ân Lai và ông Mao Trạch Đông ra khỏi cái sự liên minh mà giữa gọi là Trung Quốc và Liên bang Xô Viết giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Và một phần nào thì về phương diện đó ông cũng đã mang lại được một kết quả. Nhưng mà cái kết quả đó ấy, mặc dầu rằng thì là đứng trên phương diện quốc tế có đem lại một cái sự hòa dịu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng mà nếu mà trở về vấn đề Việt Nam thì chúng ta cũng lại phải đặt rằng nếu mà trong khung cảnh đó thì cái sự hòa dịu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ấy, có ảnh hưởng gì đến trận chiến trên biển này hay không? Vâng, vậy thì giống như hồi nãy ông có nêu sơ, hành động này của Hoa Kỳ khi ông Nixon loan báo là sẽ viếng thăm Trung Quốc có ảnh hưởng như thế nào đối với chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ, và giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã phản ảnh như thế nào khi nghe được tin này, và đặc biệt nó đã ảnh hưởng ra sao đối với Bắc Việt ở bàn đàm phán tại Paris khi Bắc Việt tin là Hoa Kỳ đã bắt đầu có ý liên lạc với Trung Quốc. Riêng với vấn đề mà phản ứng của Bắc Việt đối với cái sáng kiến của ông Nixon mà nghĩa là đi gần với Trung Quốc ấy, thì tôi chắc chắn rằng họ cũng nghĩ tới cái điểm phải lo liệu làm sao ngộ nhỡ ông ấy Trung Quốc ông ấy không có ủng hộ miền Bắc Việt Nam nữa hay là cái sự ủng hộ của ông nó sút giảm đi. Thì chắc chắn là những người ở miền Bắc cũng phải nghĩ tới cái điều đó. Nhưng mà ở miền Nam Việt Nam thì cái phản ứng là một cái phản ứng có thể nói rằng thì là rất là tiêu cực, là bởi vì không hiểu rõ cái ảnh hưởng của cái cuộc viếng thăm của ông Nixon rồi đây ở Bắc Kinh sẽ mang lại những cái gọi là cái hậu quả nào cho trận chiến tranh vào Việt Nam. Thành ra là miền Nam Việt Nam vẫn tiếp tục phải tìm hiểu để xem rằng thì là cái ảnh hưởng của những cái sự chuyển đổi trên tình hình quốc tế nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chiến ở Việt Nam. Có phân tích cho rằng Hoa Kỳ đi với Trung Quốc để nhằm dùng Trung Quốc ép Bắc Việt chấp nhận những thỏa hiệp tại Paris. Theo ông, phân tích này có đúng hay không? Và nếu vậy, nó có thực sự hiệu quả như Hoa Kỳ mong muốn tại Paris không? Có phân tích khác thì lại cho rằng chuyến đi của ông Nixon vào năm 1972 không có ảnh hưởng nhiều đến lập trường đàm phán của Hà Nội.
Tôi nghĩ rằng thì là khi mà ông Nixon và ông Kissinger đó mà đi tới cái cuộc mà điều đình với ông Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đó, thì họ nghĩ nhiều đến cái tình trạng ở trên chiến trường quốc tế nhiều hơn là đến cái vấn đề Việt Nam. Là bởi vì họ cho rằng thì là mặc dầu rằng thì là Trung Quốc có đổi thay thái độ hay không thì Trung Quốc bắt buộc cũng phải có những cái sự chuyển đổi trong vấn đề đối xử với Bắc Việt. Và vì vậy cho nên những người Hoa Kỳ cho rằng thì là ảnh hưởng đến cái trận chiến tranh Việt Nam là một cái điều dĩ nhiên, nhưng mà chỉ không biết rõ rằng thì là ảnh hưởng tới mức nào, ảnh hưởng có tới độ buộc Bắc Việt phải chấm dứt chiến tranh chống miền Nam hay không, hay là chỉ tới cái mức độ bảo rằng Bắc Việt phải mềm dẻo hơn lúc trước, đừng có đòi hỏi những cái điều quá đáng. Thì cái đó là một cái điều mà rõ rệt như tôi đã trông thấy, bởi tôi nghĩ rằng thì là cái việc của ông Nixon đi Bắc Kinh, cái quyết định đó ấy, có thể nói rằng thì là nhằm cái mục đích giải tỏa cái tình hình chung ở trong cái vấn đề chiến tranh này nhiều hơn là vấn đề Việt Nam. Mà một trong cái hậu quả của cái quyết định đó ấy, dĩ nhiên có ảnh hưởng đến Việt Nam, nhưng mà khi họ làm những cái việc như là đi đôi với Trung Quốc để mà tách Trung Quốc ra khỏi cái khối cộng sản ấy, thì tôi nghĩ rằng họ không có để ý nhiều quá lắm đến cái vấn đề Việt Nam. Vậy là trong thời gian này thì vấn đề Việt Nam đã được đặt vào trong bối cảnh lớn hơn, tức là bối cảnh quốc tế. Đặc biệt là như vậy, và cả miền Bắc Việt Nam cũng như miền Nam Việt Nam cũng đều bị đặt vào một cái hoàn cảnh mới trong cái sự dàn xếp trên chính trường quốc tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trở lại với một báo cáo vào ngày 18 tháng 1 năm 1971 khi ông nói về vấn đề ổn định nội bộ ở Việt Nam. Một sự việc xảy ra rất quan trọng, tức là cuộc bầu cử vào cuối năm 1971. Trong báo cáo này, ông nêu lên rằng Hoa Kỳ rất để ý đến các diễn biến chính trị ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt là cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 1971. Trong đó ông có nói, tôi xin đọc lại lời của ông: cuộc bầu cử tổng thống ở Việt Nam sẽ có ảnh hưởng quyết định đến tương lai của Việt Nam, tức là cuộc bầu cử mà không có những xáo trộn, chia sẻ, gian lận, làm sụp đổ chế độ hợp pháp hiện tại. Nếu không được thì dư luận Hoa Kỳ sẽ ép chính phủ Nixon rời khỏi Việt Nam nhanh hơn đường hướng Hoa Kỳ đã đưa ra. Vắn tắt trong hai từ càng hay đành chịu. Xin ông có thể giải thích hai đường hướng mà ông nêu ra trong đây, tức là càng hay là đành chịu, và tầm ảnh hưởng của cuộc bầu cử sắp đến này. Thì như chúng ta đã biết từ trước tới nay ấy, cái vấn đề gọi là tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam ấy, tuy không phải là một cái gọi là một cái yếu tố quyết định trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với miền Nam Việt Nam, nhưng mà cũng là một phần quan trọng ở trong cái việc hoạch định chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Bởi vì người Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng thì là ở Việt Nam có tình trạng ổn định. Không những không muốn có tình trạng ổn định mà ví dụ như đến năm 1967 có cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên á, thì người Hoa Kỳ cũng lấy làm vui mừng, là bởi vì trên chính trường quốc tế người Hoa Kỳ có thể nói là ở Việt Nam không phải là một chế độ độc tài sát máu, nhưng mà trái lại là Việt Nam cũng đã bắt đầu có những bước đường đi tới cái nền dân chủ thực sự. Thành ra từ cái ước mong của Hoa Kỳ và cái gọi là cái điều chờ đợi của Hoa Kỳ thì tối thiểu cũng phải là một cái tình trạng ổn định. Và nếu mà tốt hơn nữa thì cái đó có lẽ là một cái lợi điểm để cho Hoa Kỳ có thể nói với lại gọi là những thế giới bên ngoài là người Mỹ giúp đỡ Việt Nam để mà có thể nói rằng thì là bảo vệ một chế độ dân chủ chứ không phải là bảo vệ một chế độ độc tài. Mà đặc biệt hơn cả đang có những cái cuộc điều đình ấy, thì nếu mà miền Nam lại có những cái chuyện mà có thể nói là xáo trộn thì làm sao mà Hoa Kỳ có thể nói rằng thì là tiếp tục cái cuộc điều đình ở Ba Lê, trên cái căn bản nào mà có thể điều đình được.
Vì vậy cho nên cái sự ổn định trong cái nền chính trị nội bộ Việt Nam là cũng một cái yếu tố hết sức quan trọng mà Hoa Kỳ lúc nào cũng phải theo đuổi. Và vì vậy cho nên cái cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 1971 đối với Hoa Kỳ cũng là một cái mốc thời gian quan trọng để mà Hoa Kỳ tìm hiểu xem Việt Nam có đứng vững được qua những cái cuộc bầu cử đó hay không, hay là vì có cuộc bầu cử mà sẽ xảy ra những cái sự xáo trộn làm cho Hoa Kỳ gặp phải khó khăn trong cái việc mà điều đình ở Ba Lê. Khi ông nói xáo trộn trong bản báo cáo, thì xáo trộn này có nghĩa là không muốn những sự tranh giành chức vụ hay là có những ý nghĩa gì khác, thưa ông? Nói sự thực ra thì cái tình trạng ở Việt Nam ai cũng biết, và từ cái thời mà gọi là có cái chế độ quân nhân mà thay cái chế độ mà dân sự ở miền Nam Việt Nam năm 1965 đó, thì cái nền chính trị ở Việt Nam ấy, một phần lớn là người ta thấy có sự có mặt của những tướng lãnh của Việt Nam, và người ta đã thấy có sự tranh chấp giữa những cái tướng lãnh ở Việt Nam để đóng vai trò then chốt trong chính trị Việt Nam. Thì ông Thiệu là một tướng lãnh, rồi thì là làm 4 năm theo hiến pháp, thì bây giờ lại phải có một cuộc bầu cử khác, thì người ta e rằng thì là những cái trường hợp lúc trước, cái sự xung đột, sự tranh giành giữa các tướng lãnh trong quân đội Việt Nam lại xảy ra. Người ta cũng không nghĩ rằng thì là một người dân sự nào đó có đủ ảnh hưởng lớn hay là có đủ tất cả cái khả năng để mà đối phó với tình hình trong nước hay là đối ngoại hay không. Và vì vậy cho nên người ta mới nghĩ đến cái trường hợp rất có thể có sự tranh giành trong cái giới quân nhân trong cái cuộc bầu cử năm 1971. Vậy thưa ông, khi chính quyền Sài Gòn nhận được kết quả phúc trình của ông về sự quan tâm của Hoa Kỳ về phần bầu cử tổng thống, thì chính quyền Sài Gòn đã có những quyết định và hành động như thế nào? Thì chúng ta phải nói tới một cái yếu tố mà chúng ta thường gọi là yếu tố con người và những cái tham vọng chính trị của những cá nhân trong cuộc. Thì dĩ nhiên thì là khi mà đã có cái cuộc bầu cử năm 1971 thì người ta lại đặt ra vấn đề tại sao lại ông Thiệu lại là cái người mà độc nhất có thể mà ngồi lại ở chính quyền, thì những người khác thì ra làm sao. Thì thành thử ra rằng nếu mà trở lại đến cái vấn đề mà gọi là tham vọng cá nhân của người này hay của người khác, hay là những cái gọi là những cái ý tưởng cao đẹp của những người mà muốn ra ứng cử để đưa tới một cái tình trạng tốt đẹp hơn nữa, thì cái đó là một cái điều kiện rất dễ hiểu ở trong cái tình trạng của bất kỳ một nước nào, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Và cái vấn đề mà người Mỹ lo đến cái sự tranh chấp giữa người này giữa người khác, giữa tướng này khác ấy, thì cái tình trạng đó chắc chắn ở Việt Nam cũng là có. Mà vì vậy cho nên người ta lo lắng là cái năm 71 là cái năm bầu cử sẽ đưa lại những cái gọi là những cái yếu tố mới nào để mà có làm thay đổi tình hình, hay là lại bị xáo chuyện như là lúc trước trong cái năm 1964. Vâng, vậy có thể nào báo cáo của ông gửi là lời khuyên nhủ của Hoa Kỳ gửi đến chính phủ miền Nam khi việc ông Thiệu chỉ là người duy nhất ở trên lá phiếu của cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 10 năm 1971? Ngoài ra thì ông Thiệu đã có những mưu tính và hành động gì để ngăn chặn tham gia của các nhân vật khác hay không, như ông Nguyễn Cao Kỳ hay ông Dương Văn Minh? Thì tôi đã nói trong những cái phần trình bày của tôi ở trong cuốn sách hay là ở những cái diễn đàn khác ấy, thì tôi cho rằng thì là cái việc mà một người đang nắm chính quyền như trường hợp ông Thiệu chẳng hạn ấy, mà tìm cách mà nghĩa là làm giảm thiểu cái khả năng mà có thể nói để mà
ra ứng cử của những cái gọi là những cái ứng cử viên khác ấy, thì cái đó là dĩ nhiên. Ở nước này cũng vậy mà ở nước khác cũng thế. Thì trong trường hợp cái cuộc bầu cử năm 1971 ấy, thì người ta thấy ông Thiệu ông ấy có đa số ở Quốc hội Việt Nam lúc bây giờ. Ông ấy đưa ra những cái điều mà có thể nói rằng thì là người ta phải hiểu là ngăn chặn cái gọi là cái việc mà những cái người khác sẽ đứng ra ứng cử để mà chống đối với ông. Tỷ dụ như những cái biện pháp là những người mà đứng ra ứng cử tổng thống trong cái kỳ sau này ấy, thì phải được 50 người quốc hội mà ủng hộ hay là 100 người của những cái hội đồng địa phương ủng hộ. Thì ông ấy thấy rằng thì là khi mà đặt ra những cái điều kiện như thế thì những người mà có thể là đối phương của ông ấy, tương lai như ông Kỳ chẳng hạn hay là ông Minh không sẽ không đủ điều kiện để mà có thể trở thành những ứng cử viên tổng thống. Và đấy là một cái điều mà người ta bảo rằng thì là đấy là một cái gọi là một cái mưu toan của ông Thiệu để mà giữ vững lấy cái gọi là cái vị trí của mình trong cái cuộc bầu cử năm 1971. Có thông tin cho rằng CA đã cung cấp tiền cho ông Thiệu để mua các thành viên quốc hội. Theo ông, vấn đề này có đúng hay không? Thì cái vấn đề đó sự thực ra cũng không biết là có đúng hay không, nhưng mà ở Việt Nam ta đó thì người ta cũng có những cái có thể nói là những cái lời đồn đại mà ai cũng biết, người ta bảo rằng thì là bằng tay lông lá, tức là CIA đó thì can thiệp vào trong tất cả mọi trường hợp. Thì trong cái trường hợp mà nghĩa là ứng cử hay bầu cử ở năm 1971 thì chắc chắn là cái bàn tay của CIA cũng nhúng vào ở trong chỗ này hay ở chỗ khác. Thì cái đó lời đồn đại ở Việt Nam thì luôn luôn vẫn thấy có. Sau khi nhận được những báo cáo này nói về dư luận Hoa Kỳ đang rất chú ý vào vấn đề ở Việt Nam, thì theo ông, Tổng thống Thiệu có biết quyết định và hành động của ông ấy sẽ có hậu quả ngược lại hay không? Trong khi Hoa Kỳ, nhất là dư luận Hoa Kỳ, đang ngó vào cuộc bầu cử Việt Nam để xem Việt Nam có dân chủ hóa hay không? Câu hỏi của anh là hỏi là tôi nghĩ thế nào, thì sự thực đó có hai phần. Cá nhân riêng tôi ấy, thì từ cái thuở nhỏ cho đến qua cái giai đoạn mà tôi có dịp tham gia vào chính quyền trong chính phủ dân sự cũng như chính phủ quân nhân ấy, thì lúc nào tôi cũng là một cái người mong mỏi để tiến tới một cái nền dân chủ thực sự. Cái mong mỏi của tôi có đạt được hay không thì lại là một điều khác. Và khi mà tôi trông thấy rằng thì là ông Thiệu ngăn cản những cái bước tiến của những cái ứng cử viên khác bằng cách đưa ra những cái biện pháp hết sức đặc biệt như tôi vừa mới trình bày, thì riêng cá nhân trong bụng tôi cũng không lấy làm gì vui lắm. Thì đấy là cái gọi là cái phản ứng cá nhân của tôi. Còn cái phản ứng mà gọi là chính trị của Hoa Kỳ đó thì lại là một gọi là một yếu tố khác nữa. Yếu tố khác nữa là người Hoa Kỳ vẫn cứ muốn rằng thì là đưa một cái hình ảnh rất là đẹp của miền Nam Việt Nam, tức là dân chủ thực sự chứ không phải là một cái chế độ độc tài của một người mà như là những cái thành phần phản chiến từng đưa ra. Thì vào cái dịp đó ấy, thì nghĩa là có ông đại sứ Bunker của Hoa Kỳ ở Việt Nam ông về thăm Hoa Tịnh Đốn để ông nghe báo cáo với chính phủ Hoa Tịnh Đốn về tình hình ở Việt Nam. Thì theo thường lệ thì bao giờ ông ấy cũng đến Hoa Kỳ thì ông đến ăn cơm riêng với tôi chỉ có hai người, cũng như là khi mà tôi về Việt Nam thì tôi cũng có dịp mà chỉ có hai người ngồi ăn cơm riêng buổi trưa với nhau để thảo luận. Thì ông Thịnh Bunker có nói với tôi rằng thì là trong cái buổi bữa cơm trưa đó ông ấy bảo là ông Thiệu không cần gì phải làm những cái điều đó, bởi vì trước sau gì ông Thiệu cũng thắng.
Mà nếu mà ông Thiệu cứ phải làm những cái điều đó thì tôi lo ngại rằng sẽ có ảnh hưởng đến dư luận Hoa Kỳ và đến cái viện trợ của nước Mỹ đối với Việt Nam. Những phong trào phản chiến lại trở lại rồi lại chỉ trích là Hoa Kỳ mà ủng hộ một nhà độc tài. Thì thành ra tôi nghĩ rằng thì là ông Thiệu không cần phải có những cái biện pháp đó. Đằng nào ông Thiệu cũng thắng. Mà khi ông Thiệu đã thắng, không cần những cái gọi là những cái biện pháp đó, thì cái uy tín của ông cũng lại tăng thêm lên. Lời khuyên này, cuộc nói chuyện này xảy ra trước cuộc bầu cử, phải không ông? Trước cuộc bầu Vậy ông có nêu ra những ý kiến này với ông Thiệu hay không? dĩ nhiên là với cái lối làm việc của tôi ấy, không bao giờ tôi từ chối những cái việc mà đưa cho ông Thiệu những cái tin tức, dầu rằng thì là không lấy làm gì làm cho ông ấy vui lòng. Vì thế trong một bức điện gửi về cho ông Thiệu, tôi kể lại hoàn toàn những cái lời nói của ông Vân Cơ đối với tôi khi mà đề cập tới cái vấn đề mà ông Thiệu chỉ còn có làm một ứng cử viên độc nhất trong cuộc ứng cử tổng thống năm 1971. Thì ông Thiệu nghĩ gì về cái việc đó tôi không biết. Ông ấy không trả lời. Không trả lời dĩ nhiên rồi, mà có thể ông ấy nghĩ rằng thì tôi lại vào hùa với ông Bân Cơ để mà nghĩa là chỉ trích ông ấy. Sao tôi không biết, nhưng mà nghĩa là tôi chuyển về cho ông Thiệu, nghĩa là in extenso, tức là nguyên văn những cái lời của ông Bân Cơ nói chuyện với tôi, mà không phải riêng gì của ông Bân Cơ mà tôi còn nói chuyện với Bộ Ngoại giao, với ông Sullivan cũng là một người đặc sứ đặc biệt trông nom về vấn đề Việt Nam. Tất cả tôi chuyển tất cả những cái lời đó về Sài Gòn đối với ông Thiệu. Nhưng mà dĩ nhiên trên con đường đã đi rồi thì ông Thiệu vẫn cứ tiếp tục theo con đường của ông. Còn ông nghĩ gì về những cái điều đó? Vậy thì ông Thiệu tiếp tục đi trên con đường đó mà không thay đổi. Không có thay đổi gì cả. Vậy thì ảnh hưởng của dư luận miền Nam ra sao đối với cuộc bầu cử? Tôi không được biết cái dư luận ở Việt Nam lúc đó ra làm sao, nhưng mà có lẽ dư luận Việt Nam cũng đã quá quen vì những cái chuyện như vậy rồi. Thành thử ra rằng cái phản ứng của dư luận ở Việt Nam cũng không phải là một cái phản ứng quá đáng nào, lớn lao nào có thể nói rằng thì là làm cho ông Thiệu phải thay đổi đường lối. Thì cái chuyện đó là ở trong cái xã hội miền Nam lúc bấy giờ, với những cái quá khứ từ cái cuộc đảo chính chống tổng thống Ngô Đình Diệm cho đến những cuộc xáo trộn năm 1964, rồi qua những cái giai đoạn của chính phủ quân nhân và cái cuộc mà gọi là bầu cử năm 1967, thì những cái chuyện mà ông Thiệu có là một cái trường hợp mà người dân hay là dư luận ở Việt Nam ủng hộ hay phản đối hay không thì cũng không thành vấn đề. Và vì vậy cho nên người ta mới đưa ra một cái từ mà hết sức đặc biệt, người ta gọi là một cuộc độc cử hay là một cuộc độc diễn. Cũng có một đôi tính cách mỉa mai ở trong cái hai cái từ đó, độc diễn hay là độc cử. Theo ông nghĩ vào thời gian này thì quần chúng miền Nam, quan điểm của họ về ông Thiệu là như thế nào? Từ năm ông ấy lên nhậm chức, năm 1967 cho đến năm 1971, thì họ đánh giá ông ấy như thế nào? Cái đó thì khó mà tôi có thể trả lời được vì tôi cũng đi xa Việt Nam lâu ngày, chỉ thỉnh thoảng mới đi về Việt Nam. Nhưng mà theo những cái sự nhận xét của tôi mỗi lần đi về Việt Nam mà tôi nói chuyện với các giới chính trị ở Việt Nam thì tôi thấy rằng thì là cái dư luận chung thì cũng nghĩ tới cái việc mà làm ăn bình thường trên phương diện kinh tế để cho cái đời sống dễ dàng. Mà cái tình trạng đứng về phương diện quân sự thì lúc trước có cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ ấy, thì tình trạng cũng được tạm vững. Và đến lúc sau người Hoa Kỳ dần dần rút quân về đấy, thì cái sự trưởng thành của quân đội Việt Nam ấy cũng là một cái yếu tố mà người dân cho rằng thì là đó là một điểm lợi ở trong cái diễn tiến của tình hình mà có thể
là một cái yếu tố quan trọng để mà bảo vệ cái sự sống còn của miền Nam Việt Nam trong tương lai. Thành thử ra chống đối hay không chống đối, ủng hộ hay không ủng hộ, thì lúc bây giờ đối với cái dư luận Việt Nam không thành một vấn đề lớn quá như là trong những trường hợp lúc trước. Vâng, bây giờ trở lại câu hỏi mang tính cá nhân hơn về cuộc bầu cử. Trong hồi ký của ông có nêu là sau cuộc bầu cử, ông có viết về cho ông Tổng thống Thiệu một lá thư yêu cầu là ông xin được từ chức. Xin ông cho biết quan điểm của ông đối với cuộc bầu cử vừa rồi và những quan hệ của ông đối với ông Thiệu và những ứng cử viên khác hay cá nhân khác, tại sao đưa ông đến quyết định xin từ chức sau khi ông Thiệu thắng cử nhiệm kỳ thứ nhì? Thành thực mà nói thì sau nhiều năm làm việc ở Hoa Kỳ, cái sự chú tâm của tôi hoàn toàn đặt vào vấn đề làm sao giữ vững được cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong cái trận chiến tranh Việt Nam. Và vì vậy trong vấn đề cá nhân, trong cái đầu óc của tôi không còn là vấn đề nữa. Người ta vẫn thường nói tôi thân với ông Kỳ, hay tôi cũng đã biết ông Dương Văn Minh và tôi cũng làm việc với ông Thiệu nhiều rồi. Thì gọi là cái mà cái sự ưa thích trong đầu óc của tôi đối với những người đó sẽ ra làm sao mà tôi thiên về ai, thì sự thực ra tôi phải nói rằng thì là đã từ lâu khi tôi làm đại sứ ở Hoa Kỳ rồi thì tôi không còn nghĩ đến những cái điểm cá nhân đó, mà tôi chỉ nghĩ làm sao mà giữ vững được cái sự giúp đỡ của chính giới Hoa Kỳ trong cái trận chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà đấy là cái thái độ chung của tôi đối với những vấn đề cá nhân của các ông kia. Nhưng mà là một người, nghĩa là có một phần nào cũng có một cái tư tưởng thiên về cái chiều hướng tự do dân chủ nhiều hơn là những cái chế độ mà gọi là, tôi không nói là độc tài nhưng mà gọi là độc đoán. Thì tôi thấy rằng thì là cái việc mà ông Thiệu ông ấy làm như vậy đấy, thì trong bụng tôi cũng không vui. Thế nhưng mà dù sao tôi cũng là một người đại sứ. Thì khi mà ông Thiệu mà đắc cử ra thì có cái vấn đề cá nhân đối với tôi là có cần phải gửi một cái điện tín chúc mừng ông Thiệu khi mà ông tái đắc cử làm tổng thống hay không. Cái vấn đề đó là một cái vấn đề có thể trong đầu óc tôi rất là, nghĩa là khó khăn. Trong nhiều ngày tôi đã nghĩ đến cái vấn đề đó, nhưng mà rồi tôi cũng đi tới cái kết luận nếu mà mình tự dối mình mà viết một cái điện văn mà chúc mừng ông thì thấy tầm thường quá. Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được cái việc đó, và vì vậy cho nên tôi nhịn không gửi một cái bức điện văn nào mừng ông Thiệu cả. Mà tôi có họp anh em trong sứ quán, trình bày cho các anh em trong sứ quán cái quan điểm của tôi, và tôi nói tôi rất tiếc là tôi không thể gửi một cái điện văn chúc mừng ông Thiệu được. Nhưng mà nếu mà các anh em trong sứ quán, tất cả các anh em đây đồng lòng mà muốn gửi một cái bức điện văn thì tôi vui lòng tôi chuyển về Sài Gòn những cái lời chúc mừng của sứ quán. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi trình bày với các anh em là tôi không thể làm được việc đó. Và khi mà tôi có cái quyết định như vậy thì chỉ ít lâu sau thì trong những cái lúc mà suy luận về tình hình chung ấy, tôi nghĩ rằng thì tôi đã mặc nhiên tôi tự đặt tôi vào một cái tình trạng hết sức là khó xử, khó khăn, và tôi bắt buộc tôi phải có một cái quyết định nào đó để mà đối phó cái tình trạng khó khăn đó. Và vì vậy cho nên tôi mới đi kiếm cái quyết định là trước sau gì, dù rằng thì là ông Thiệu có hiểu hay không hiểu chăng nữa, thì ông cũng để trong lòng cái việc mà tôi không gửi cái bản gọi là cái bức điện văn ấy. Thì cái sự hợp tác của tôi giữa tôi và cá nhân tôi với ông Thiệu chắc chắn sẽ không còn vững bền trong lâu dài nữa.
và cái tốt đẹp nhất của tôi là tôi xin từ chức. Vâng, vậy khi ông viết lá thư về xin từ chức, như vậy thì ông Thiệu đã có những quyết định gì đối với ông? Hoàn toàn không có quyết định gì cả. Không, ông Thiệu coi như là tôi không có cái bảng đó. Mà tôi cũng không nghe thấy tin tức gì cả về cái việc mà tôi xin từ chức cả. Thế rồi thì là đến lúc ít lâu sau thì có anh Hoàng Đức Nhã đi sang Hoa Kỳ, mà ngay trước khi anh Hoàng Đức Nhã sang Hoa Kỳ thì anh Hoàng Đức Nhã cũng có gửi cho tôi một bức điện nói anh thôi cái việc đó thì sẽ tính sau. Thì thành thời gian thì là suốt cái thời gian từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1971 cho đến cuối cái năm 71, tôi hoàn toàn không có một cái tin tức gì về cái việc tôi quyết định xin từ chức. Nhưng mà rồi một hôm ấy, thì tôi thấy thì là có những cái tin đồn và cái anh Nhã có đi qua Hoa Tỉnh đón gặp tôi và nói rằng thì là về cái việc mà tôi muốn từ chức ấy, thì tổng thống Thiệu nghĩ rằng thì là có rất nhiều chỗ khác mà tôi có thể đi được, nếu mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc quá lâu mệt mỏi thì có thể đi chỗ khác được. Thì lúc bây giờ tôi mới thấy rằng thì là ông cũng đã nghĩ tới việc đó, và lúc bây giờ tôi mới thảo một cái bản văn rất dài, tôi nói về những cái điều mà tôi đã quyết định và tôi nghĩ rằng thì là trong tương lai Việt Nam phải cần làm những cái điều gì. Nó gần như là một cái sự thôi thúc trong cá nhân của tôi mà đưa về cho ông Thiệu như là một cái lời mà nghĩa là thỉnh cầu cuối cùng trước khi tôi rời cái chức vụ đó. Tôi viết một cái bản rất dài, mà cái bản rất dài đó thì có lẽ cũng là những cái gọi là cũng thể hiện tất cả những cái ước mong của tôi từ trước tới nay. Không phải là khi mà tôi làm đại sứ, nhưng mà từ cái lúc mà tôi còn tuổi trẻ, tôi bắt đầu mà nghĩa là tham gia vào những cái gọi là những cái hoạt động chính trị ở miền Nam Việt Nam. Những văn bản này cũng không được trả lời. Vẫn không được trả lời. Mà cho đến mãi đến tháng 6 năm 1972 thì tôi mới được biết rằng thì là gọi là sẽ có người được chỉ định thay thế tôi. Và cũng lại một lần nữa người ta lại hỏi tôi rằng thì là có muốn đi nhận một cái nhiệm kỳ chỗ nào khác hay không. Thì tôi trả lời rằng thì là tôi xin cảm ơn. Và tôi viết cho ông Thiệu một cái bức thư, tôi nói trong cái bức thư dài đó tôi nói tôi chỉ xin ông có một ân huệ là ông giải nhiệm cho tôi để tôi trở về Việt Nam. Vậy từ ngày ông viết thư xin từ chức cho đến tháng 6 năm 1972 thì ông không có gặp ông Thiệu trực tiếp? Không có. Tôi yêu cầu là tôi đi về để mà nói chuyện thì tôi cũng định thì, thôi thì gặp mặt ông ấy thì mình nói chuyện tay đôi nó dễ hơn. Mình nói thôi tôi cảm ơn ông với tất cả các thứ nhưng mà tôi xin giải nhiệm. Nhưng mà cái bước điện mà tôi yêu cầu trở về đó, thì không ai trả lời cả. Và tôi đoán biết rằng thì là tôi hiểu rằng thì là ông ấy cũng ở một tình trạng ông khó xử, ông không muốn trả lời. Cho nên tôi dứt khoát tôi viết cái bức thư mà như anh vừa mới đề cập tới vào cái đầu tháng 1 tháng 2 năm 1972.